trách nhiệm hữu hạn Nhôm Kính Thanh Bình là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công, lắp đặt các sản phẩm liên quan đến nhôm, kính tại khu vực phía Nam. Trụ sở được đặt tại đường Võ Văn Kiệt, là trục đường chính kết nối giữa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một và thành phố mới Bình Dương. Chúng tôi luôn tự hào về đội ngũ quản lý và lãnh đạo sáng suốt, với sự lãnh đạo nhạy bén và tầm nhìn chiến lược đã dẫn dắt công ty vượt qua mọi thách thức và lớn mạnh như ngày hôm nay. Hơn thế nữa, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Kính Thanh Bình luôn có đội ngũ cán bộ công nhân viên vững mạnh. Họ là những người trẻ nhiệt huyết, tài năng, đam mê, bản lĩnh, luôn vững tin vào năng lực của bản thân và sức mạnh của tập thể và vào sứ mệnh chung của công ty. Đưa Thanh Bình thay đổi và phát triển hơn từng ngày để đưa con thuyền Thanh Bình Aluminium and Glass thành holding trong tương lai với hàng loạt dự án resort, villa biển đẳng cấp về nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp. Từng giờ từng ngày trôi qua, Thanh Bình vẫn luôn cố gắng hết sức mình, không phải vì trách nhiệm của cá nhân mà còn vì tình yêu với công trình của khách hàng. Bởi chính Thanh Bình đã tạo nên một gia đình thực sự, nơi tất cả các thành viên đều được gắn kết trong tình yêu thương, sẻ chia. Tại đây, mọi người cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển và cùng nhau sẻ chia niềm vui chiến thắng của chính mình. Dù chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn muôn vàn khó khăn và thử thách, nhưng Thanh Bình đã, đang và sẽ không bao giờ lùi bước. Bằng sức mạnh hiện đại, niềm tin mãnh liệt vào tương lai và quyết tâm cao độ của cả một tập thể. Được thành lập mang theo sứ mệnh và khát khao chinh phục thị trường bằng chính cam kết và trách nhiệm trong từng sản phẩm để mang đến vẻ đẹp quyến rũ, tinh tế hoàn mỹ cho từng công trình, nhiều giá trị, góp phần làm đẹp thêm cho ngôi nhà chung. Hơn ai hết, Thanh Bình hiểu rằng sự sáng tạo là con đường duy nhất và cốt lõi để vững bước trên con đường thành công. Để làm được điều đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, Nhôm Kính Thanh Bình, chúng tôi không chỉ chú trọng đến chất lượng mà còn đặc biệt chú ý đến tính thẩm mỹ của sản phẩm. Chính vì vậy, công ty đã đầu tư những trang thiết bị sản xuất nhập khẩu, tự hào là một trong số ít doanh nghiệp trang bị đầy đủ máy móc hiện đại nhất như máy cắt CNC tự động các loại, máy ép gốc thủy lực CNC, máy đục lỗ thủy lực cao cấp, máy tiền cạnh, máy phay đố tự động hoàn toàn. Thời gian qua, Nhôm Kính Thanh Bình đã không ngừng học hỏi, cải tiến và đổi mới trong tất cả các hoạt động từ khâu quản lý, thiết kế, thi công đến lắp đặt. Chính vì thế, Nhôm Kính Thanh Bình đã khẳng định được ưu thế của mình, ghi dấu ấn tại hàng loạt công trình lớn nhỏ rộng khắp tiêu biểu như công trình công ty bất động sản Đất Vàng, công ty bất động sản Nam Dương, công ty cổ phần xây dựng Chánh Nghĩa và nhiều các công trình nhà ở, biệt thự, gia công nhôm dân dụng. Các loại cửa nhôm kính sinh pha, cửa tự động, cửa lùa, cửa tham kính, lan can kính, cửa cuốn, cửa kéo, vách ngăn. Đến với Thanh Bình, khách hàng sẽ được lựa chọn những sản phẩm phù hợp với công trình của mình với giá cả hợp lý nhất, với phương châm chất lượng, đẳng cấp và chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực để tạo ra những sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất và tinh tế nhất đến với mỗi gia đình, mỗi công trình. Mong muốn xây dựng một thương hiệu uy tín nằm trong top đầu những công ty hoạt động trong lĩnh vực nhôm kính rộng khắp cả nước, Nhôm Kính Thanh Bình sẽ luôn tiến bước, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2020 và trên chặng đường dài phía trước. Thanh Bình mang lại yên bình cho từng giấc ngủ của bạn.